quay phim Nguyễn Thanh Tài, dựng phim Tô Thế Huệ. Đây là phòng tập gym dành riêng cho phái mạnh. Tất cả những quả tạ này từ 1 cân đến 50 cân. Chỉ có gym mới đem lại sức khỏe cho mọi người. Sức mạnh của tuổi trẻ Nguyễn Thanh Tài, tạ nặng 80 cân. Tập đuôi trọng lượng 150 cân. Tập tay trọng lượng 32 cân. Đạp chân trọng lượng 200 cân. Tập chân 1 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Sức khỏe là vốn quý, có sức khỏe là có tất cả. Kiên trì và chịu khó sẽ thành công.
Chỉ cần bỏ ra mỗi tháng 20 euro là mọi người đã có sức khỏe rồi. Phòng tập rất hiện đại, nhưng người Việt tham gia quá ít. Mọi người nhớ đăng ký, chia sẻ và nhấn chuông để tăng thêm động lực cho Tô Huệ những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.